Upper em đợi đột biến hơn con Roma anh em ạ. Nga hay áo xả một luôn. Đang vòng đi dò ở trong trận đấu này, và đây là bãi quả đầu dành cho Roma. 1 2 3 4 5 6 cây. Không có cây quả thứ 7 dành cho chim sẻ nắng với bài Roma này. Quả đầu chỉ có 6 cây thôi. Hơi đáng tiếc. Có cây quả thứ 7 thì đẹp luôn. Quả 6 gỗ đầu vì không phải quá đẹp trong trận đấu này. Hy vọng đồ ăn sẽ tươi. Chào anh em nhá, hello mọi người, hello anh em. Chí công cũng tăng con đẹp đấy chứ. Chào anh Tuấn Minh ạ. Đó, đi dò tìm đồ ăn thôi. Xem ở trong trận đấu này thì bài vở và đồ ăn của chim sẻ nắng sẽ như thế nào. Với một bài đấu được cầm Roman. Hôm qua gặp No 1 khoai quá anh em ơi, No 1 khỏe quá, không dám gáy gì cả. Vâng, Nam thắng Hồng Anh cũng giống như cách No 1 thắng sẻ thôi. Cũng 5-4. Giải trước thắng, giải này thắng. Hệ khác. Đây bầy hiều và cánh rừng. Ai già già vãi. Ơ quả 7 này. Cái đẹp. Như vậy là quả đầu 7 cây nữa cái thủ chim sẻ. Quả 7 và một bầy hiều. Rồi có voi ở trận đấu này đến từ game thủ chim sẻ rồi. Một bầy hiều và một con voi. Không có duyên vô địch. Số về nhì à. Rồi con voi này về rồi. Đi dò gặp sư tử. Đã cầu voi về đến từ game thủ chim sẻ với bài đấu này. Một voi một hiêu đầu. Con dân đi dò kia thì đang gặp sư tử và né được rồi. Hy vọng sẽ có thêm đồ. Chúng ta cần quả phụ nữa anh em ạ. Mang dòng máu vô địch trong người đó. Như vậy là có quả phụ đến từ game thủ chim sẻ. Hiêu bên ngoài đủ đồ với hai hiêu hai quả một voi ở trong trận đấu này. No 1 hôm qua con bài đẹp quá anh em ạ, bài toàn mắc binh 8% hiểu dò bài IA đấy thì chịu rồi. Sang tháng sẽ có giải Việt Nam Trung Quốc nha các bạn ơi. Thông tin chi tiết thì anh em có thể tìm hiểu tại fanpage chim sẻ nắng studio nha anh em. Đầu cầu thêm con voi thứ hai về, đôi voi bầy hiêu bãi quả luôn. Đỡ phải ăn bầy hiêu phụ bên ngoài. Thì người ta lùa nốt mấy con hiêu kia về gần S đầu, khai thác cũng được hoặc là đóng thêm S nữa. Và đây con voi thứ hai được chim sẻ nắng đưa về. Hey. Hôm qua kèo 44 Nghệ An thua anh em ơi. Anh em chạm đáy tận đáy nỗi đau rồi đấy. Cứ hỏi thôi. Vua là thua thì bên đường bảo con bài nó một đẹp à. Vâng thì em cũng bảo gì đâu, thắng làm vua thua bị tròn anh ơi. Thắng làm vua thua bị tròn. S2. Ừ thì bây giờ anh em không thích nghe sự thật. Sự thật thì nó hay mất lòng là con bài nó một đẹp. Phải làm nào bây giờ. Thì chả bảo là chúng ta thua thì phải chịu đấy chứ còn gì nữa. Ngồi im. 25 dần đấy chim sẻ nắng bài đấu được cầm Roman. Đây, bãi vàng đã bò sẵn BE đây rồi, tí đóng BB vào bên kia nữa đẹp. Không, BB định bò ở giữa cánh rừng này. Thôi, đóng BB bãi vàng này thôi. Anh Hải cho em hỏi FS đang đứng thứ mấy vậy? À, Trương thì ghê rồi. Thông tin bảo vệ bên kia bài pơ 26%. Rồi anh em Nghệ An thăng gáy. Thôi em ạ, à, tối đánh nào đánh, anh cũng không muốn Hà Nội vô địch đâu. Cố mà đánh em ạ. Không ạ, tối đánh nào đánh, anh không muốn Hà Nội vô địch đâu em ơi. Lâu lắm không ngồi với không được khắp rồi. Cảm ơn Thánh Hùng đã gửi tặng chim sẻ nắng 75 sao nha. LBM thiết kế. Kami bình luận kèo 44 thôi nên là 6 giờ đi làm là đúng anh em ạ. Người nhàn như Kami thì đây là bãi vàng. Ừ.
mình cứ cảm giác kiểu gì khi mà Hà Nội có bên lớp khó vô địch lắm anh em ạ. Đấy là cái cảm nhận của cá nhân tôi. Để cho Văn Nhất vào đánh có khi còn vô địch ấy. Bởi vì nếu như bên lớp đánh thì có người nói nhưng không có ai nghe. Ba cái ruộng ấm ở đây, công giáp đầy đủ. Rồi, đây là nhà của game thủ Chí Đích Công. Còn ăn bãi quả đây nữa. Công liệu có đánh thẳng cung A2 áo, mình nghĩ là khó lắm. Không thể đánh thẳng cung A2 áo với bài pơ này được. Chắc chắn là vẫn sẽ có giò thôi. Cứ đánh thẳng cung A2 áo với bài Roman thì gần như là tự sát luôn rồi đấy. Rồi, đang xiên được dân của game thủ Chí Đích Công, và Chí Đích Công kéo giò về thủ rồi. Chúng ta ăn thêm bầy hiểu đây. Đợi gỗ lên để đóng PP, không đâm bánh xe trước. Xe chưa vội vàng đóng P. Mình nghĩ vẫn nên là 1P, với 170 gỗ thì sẽ có nhà BP của Zoma. Đây, kéo dân ra, gom trả gỗ và đóng một cái PP ra. Lát đường đang cầm sọc đơn kẹp phù lên đường hay ngựa chém kẹp phù lên đấy. Các bạn thì căng đét cũng có bài thổi phù rồi chuyển qua hai áo thôi. 1P đi xe. Giỏi em đang yếu hơn ở đây. Ngồi về lớp với Hoàng Mai Nhi nói thì hai anh này tính cách có đã ít nói rồi, xong thì hai anh này kiểu bằng tuổi nhau nữa nên là nó hơi khó để có thể một người nói một người nghe ấy. Thường là kiểu mệnh ai người đấy làm ấy, nên là Hà Nội phối hợp nếu như có viên lớp thì nó sẽ không tốt bằng Văn Nhất. Bởi Văn Nhất thì bảo gì nó làm thế thôi, nó chỉ ăn với nó chém thôi. Có trận nào cầm cung tiền thì nó đẩy cung thôi. Viper này không đột biến và chúng ta sẽ chờ đợi phù thủy nở ra để công lên nhà của game thủ Chí Đích Công. Nhưng mà chém nó đẩy lên đây rồi. Vậy trước vào khe rừng để tuồn chém vào nhà Chí Đích Công. Không, Chí Đích Công đã bỏ luôn. Có sọc đơn. Tham lai là 32 đến chim sẻ. Ra ruộng ở nhà. Và sóc đều phù. Cứ một phù đều thôi là đẹp rồi. Và đang vậy để có thể lọt vào nhà của game thủ Chí Đích Công với những con chém của Roman trong tay game thủ chim sẻ. 2L và 1P. Ruộng vẫn đang rất nhiều ở trận đấu này. Các bạn đã có tân vệ xong. Sẻ đang cố gắng đi vào ở một dân sửa kìa. Nổ nhở. Vậy tiếp ban chém gì. Một dân khả năng cao nổ đấy. Nổ luôn này. Ơ. Đào thế. Bị khóa luôn. Chưa kịp đọt vào nhỉ, chuyển sang sọc đơn rồi. Chí Công chắc chuyển cùng hai áo thôi. Sẽ đang nây trộn nhà BL của đội bạn. Chờ những con lạc đà nở ra. Thêm ruộng mà vẫn đang ăn hoan được những con hiêu bên ngoài. Để từ cái thủ chia sẻ. Sọc đơn đẩy lên. Cùng đứng trước cửa đây. Xem Chí Công sẽ đánh bài gì. Vơ. Rồi lạc đà và ngựa chém kéo về. Đó. Rồi một lạc đà đứng lại hồi máu thôi. Chém chiếc con giò luôn. Tham lai là 40 trên 56 đây chim sẻ. Mất luôn con lạc đà rồi chứ phải. Giờ đang chém vẩy e để lọt nhà Chí Đích Công. Phải. Có phù rồi, bạn đang phù sọc đơn rồi xe. Và vẩy e khá nhanh và phù được sọc đơn này. Rất hay. Bạn chơi bài phù sọc đơn. Rồi chúng ta xin đợi người mất hai sọc đơn lên chim sẻ. Hơi bất ngờ tuần này. Mất hai sọc đơn là rất đau đớn và chúng ta mất luôn hai phù thủy. Và mình phù mất hai sọc đơn luôn anh em ạ. Hải sợ GV bình luận mất hay sao mà cái gì? Mất sao mà hỏi không trả lời vậy. Ờ em đấy. Anh hỏi gì bây giờ nhiều người comment quá em có gì mà phải sợ anh ơi. Anh hỏi gì anh hỏi lại đi anh. Em vẫn đang chờ câu hỏi của anh đấy. Tại vì đang bình luận trận đấu anh ơi. Cái trận anh hỏi em trả lời nhanh lắm. Ơ hở à. Không tí rồi. Chém vậy lo rồi. Phù nữa đi em ơi. Thôi. Vâng phù chém lại đó. Các bạn đã vậy khá hay. Chưa ăn được nha. Dồn đều sọc đơn lên lấy được chim sẻ. Nhà Chí Đích Công bên trong là rất rộng anh em ạ. Anh Vơ giờ bình luận cho Ego Media nha các bạn. Vâng có phủ mới có chém rồi. Phủ sọc đơn khá ghê anh em ạ. Đang cho sọc đơn chạy bên trong để tìm những cơ sở làm ăn của cái thủ Chí Đích Công. Ở nhà chúng ta đang phát triển. Làm ơn có thể cho mình biết GV dạo này đi đâu không mà sao không thấy bình luận vậy. Thì anh Vơ vẫn đang bình luận cho Ego Media anh. Đấy là do anh không theo dõi thôi chứ còn
Rồi anh hỏi em biết làm thế nào. Vâng, đang xúc được những con phù của game thủ Chí Lý Công, phù cả những con cung A đội bạn. Và tuần này thì thôi, tỷ số sẽ là 3-1 về game thủ Chí Trần Áng ở trong cuộc đối đầu này thôi. Viper không quá đột biến nên Chí Lý Công đã phù được cả cung A, phù có sắp đơn trên được phù thủy đội bạn và bắn được rất nhiều dần của Chí Lý Công. Bây giờ tuần sắp đơn vào chơi cung A đội bạn lên cả đầu máu nữa thì gỗ hai nâng rồi nữa này. Cung A hai áo thôi, lùi lại tí đợi hồi phù rồi phù tiếp thôi. Đúng rồi, em không biết gì về chiến thuật anh ơi. Anh Đan thì đang bình luận trên fanpage của Mạnh Hào anh em nhá. Tham lai đang ở số là 57/76 trên bài đấu này. Nâng cấp công nghệ xây nhà nhanh và bung nhà chính ra thôi. Bài đấu được cầm Roman, đối đầu với Per. Đứng đốt nhà BL, đối phương mà tăng đẩy BL thì chim sẻ rồi, 5L rồi. Công 4 đầu máu dành cho những con sập đơn của Roman, cực kỳ khỏe. Và bung dàn gỗ nhiều hơn, vẫn có hai con sập đơn trong nhà Chí Lý Công. Rất khó chịu. Rồi phù nông dân nó đen bớt đi, được. Đang đốt BL Chí Lý Công này. Rồi có phù lấy hai cung A chơi chơi vậy. Bắn dần, rồi làm thêm dần. Không được, ở thời điểm sọc đơn giết vậy. Kiểu gì chả chết anh em ơi. Vâng, Kamachilov vẫn đang là game thủ thuộc biên chế của team AI Sài Gòn anh em ạ. Chả hiểu anh em lấy thông tin ở đâu bảo Kamachi về FPS. Ôi cạn lời. Anh em toàn nghe thông tin ở đâu ấy. Anh em cứ đi follow fanpage đó chính là Chim Sẻ Nắng Studio nha anh em. Tất cả mọi thông tin cũng như là hoạt động của clan FPS sẽ được update trên fanpage này. Rồi đang ra ruộng và đang đục hai đầu đến được Chim Sẻ Nắng rồi. Một tơn chơi mặt trước, một tơn chơi mặt sau. Và đang cho game thủ Chí Lý Công không thở được nữa. Nói chung là trận này thì mình nghĩ là chẳng nhìn thấy cửa thua đâu cả. Vấn đề là nó mất thời gian thôi. Tỷ số sẽ là 3-1. Đây, được bị đánh vào nhiều như thế này. Có một khoảnh ruộng bé tí để Chí Lý Công sẽ bung nhà chính ra sóc dân tưa lưa rồi. Tầm này tham dân sẽ còn to hơn tổng tham Chí Lý Công. Tôi khẳng định các bạn là như vậy. Mà đua phát triển với Roman thì lại càng không có cửa nữa anh em ạ. Ra cứ cầm sập đơn vờn trước cửa này thôi. Ở nhà ta phát triển thoải mái, sóc đầy dân thôi. Dân thoải mái. Nhà chính bung ra toe loe. Đấy, cùng ai là bạn tụ đây nhưng khoanh ruộng bạn không hề to. Và bạn cũng chẳng có dân ở trận đấu này. Sẽ đăng kê này xem mặt 3 giờ còn lọt nữa không. Con dân Per di chuyển rất là tù. Sang kích ruộng thứ hai rồi. Đào vàng đi. Ở đây vẫn đang có dân đào vàng đào lên 4 đi. Cứ bao nhiêu sập đơn là đội bạn cũng đã khó thở lắm rồi. BL tiếp theo. Áp lực màn này để đối phương không thể đẩy cung A ra bên ngoài. Ở đây vẫn có cung A ra ngoài đây Chí Lý Công. Làm thêm một cung A nữa vậy. Rồi đục thôi. Vẫn chỉ là một dần đến từ Chí Lý Công xây. Đây là công 4, như con sập đơn công 4 thôi. Nghĩa là nên rút lui tên đó được rồi đấy. Vâng, chỉ một dần thôi. Persian một dần xây. Hôm nay 98, đến từ chim sẻ lụng nữa đấy. Và lại vào. Đấy, cái tuần này vào thôi. Và vờn rất khó chịu đến từ chim sẻ. Vào khoáng nhẹ tân cung A với vài dân ruộng cái trong lại tè. Hoặc là có thể thiêu luôn tân quân này với những cung A đội bạn. Và chúng ta sẽ ở nhà kích 4. Có P rồi, bây giờ đợi thực dồn lên là kích 4 thôi. Và chơi con đạp đôi đi cho nó khỏe khoắn anh em ơi. Chơi con sọc đơn này nó hơi yếu như Chí Lý Công đẩy quân à. Không thì kéo quân bên trong thủ nhà này, kích 4 thành công đến sẻ với tham lai 98. Ôi, tên này là không đỡ được nữa rồi. Không thì kéo quân về là chết và tỷ số là 3-1 về game thủ Chim Sẻ Nắng. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Trận thi đấu thứ 5. 3-1 về Chim Sẻ trong cuộc đối đầu với Chí Lý Công. Vừa mới kích 4 rồi thì đội bạn đã resize. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 5 ngay sau đây anh em nhá.